Thưa quý vị và các bạn, thị trường lợn hơi ở miền Nam sau một thời gian dài ở mức thấp nhất thì hôm nay bất ngờ đã tăng lên là 3.000 đồng một kg và đi ngược với xu hướng giảm giá ở miền Bắc và miền Trung. Cụ thể, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang giá lợn hơi cùng tăng 2.000 đồng một kg lên mức 80.000 đồng một kg. Đồng Tháp, Kiên Giang tăng 3.000 đồng một kg lên 81.000 đồng một kg. Các địa phương khác tại miền Tây giá nằm trong khoảng từ 80 đến 82.000 đồng một kg. Riêng Long An giá đạt 84.000 đồng một kg. Tại miền Đông, giá lợn vẫn duy trì mức ổn định từ 78 đến 83.000 đồng một kg. Trái ngược với miền Nam, giá lợn hơi miền Bắc ghi nhận giảm nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng một kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, Thái Nguyên giá lợn hơi giảm 2.000 đồng một kg, Vĩnh Phúc giảm 1.000 đồng một kg cùng xuống 84.000 đồng một kg. Thái Bình và Nam Định giá lợn cũng giảm nhẹ một giá xuống còn 82.000 đồng một kg. Tuy nhiên, hai địa phương là Hà Nam, Hưng Yên giá vẫn duy trì ở mức 85 đến 86.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại giá trong khoảng từ 80 đến 83.000 đồng một kg. Giá lợn tại miền Trung cũng ghi nhận giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg, hiện ở mức từ 80 đến 85.000 đồng một kg. Thưa quý vị, trước nguy cơ giá lúa có dấu hiệu sụt giảm, nhiều nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long đang vô cùng lo lắng vì bị doanh nghiệp cố tình ép giá hoặc là không mua lúa. Tuy nhiên, tại Đồng Tháp thì một số nông dân đã có những cách làm thông minh để khắc phục tình trạng này. Khác với nhiều hộ dân đang phải loay hoay với giá lúa trên đà sụt giảm, mùa vụ này, nhiều nông dân tại khu vực kênh Ông Hai, xã Gáo Rồng, huyện Cao Lãnh lại yên tâm bước vào mùa thu hoạch bởi giá lúa đã được chốt từ hơn một tuần trước. Đối với lúa Đài Thơm 8, thị trường bên ngoài đang dao động từ 4.900 đến 5.000, trong khi nông dân liên kết được thu mua với giá 5.200 đồng một kg. Bà con ngoài mua bán, tất nhiên là mua thì có mua bỏ cọc, nhưng mà tới mùa tới rồi là thương lái lại là nó kêu phải bắt buộc phải hạ xuống nó mới cày. Còn tôi bán đây cho hợp tác xã với công ty lương thực Đồng Tháp rất ngon lành, còn mấy ngày nữa cắt đó, rồi bắt đầu công ty lương thực với hợp tác xã mời bà con lại họp chốt giá quy định một cái một là rồi sụt giảm gì cũng không còn gì nữa, vẫn giữ giá như vậy. Chính nhờ việc thay đổi quy trình sản xuất khi bước vào liên kết, chất lượng hạt lúa được đảm bảo. Sau quá trình này, trình độ sản xuất của nông dân cũng được nâng lên đáng kể so với thời điểm trước đây. Xả dày, nhiều phân thì ảnh hưởng tới cái vấn đề mà là xịt thuốc, là bảo vệ thực vật nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đúng theo mấy cái quy trình thì nó là đem lại cái lợi nhuận cho cái vừa có năng suất mà là sức khỏe và an toàn cái sản phẩm mà mình đã tiêu thụ. Kết quả của cách làm liên kết thông minh này có thể nhìn thấy ở vụ đông xuân năm nay. Hợp tác xã Thuận Tiến xuống giống khoảng 960 ha, có 350 ha liên kết với các doanh nghiệp, trong đó 140 ha liên kết tiêu thụ với công ty lương thực Đồng Tháp theo mô hình ruộng nhà mình. Việc nhận được lợi thế là chốt giá cố định, thu mua đúng ngày khiến nông dân vô cùng phấn khởi và ngày một tin tưởng vào cách làm năng động này.